Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ cổng nhôm đúc tam quan, mẫu hoa sen và biểu tượng Phật giáo độc đáo. Đây là cái bộ cổng rất là đặc trưng mà các cái chùa hay là đình rất là ưa chuộng. Thứ nhất, tại sao gọi là mẫu cổng tam quan? Tại vì ở đây thường thường là có ba cổng, một cổng chính ở giữa và hai cổng phụ hai bên, thì mọi người hay gọi là cổng tam quan theo những cái các cụ ngày xưa mà đã có cái gọi như thế. Ở đây thì cái bộ cổng nhôm đúc dành cho nhà chùa này thì là bên mình đã lấy cái thiết kế chủ đạo là những cái bông sen và những cái hoa sen to, rồi búp sen nhỏ và các cái lá sen làm chủ đạo trong cái ngôn ngữ thiết kế của bộ cổng này. Thay vì những cái hàng rào hay là những cái nan đơn điệu thì chính những cái họa tiết hoa sen này đã làm cho cái sản phẩm nó thêm sự độc đáo cũng như là giữ nguyên được cái nét văn hóa của Phật giáo thể hiện qua bộ cổng. Phía bên trên cổng thì bên mình có trang trí những cái họa tiết hoa lá tây. Và phần dưới huỳnh thì cũng là được cách điệu bởi các bông sen ở hai bên huỳnh ở phía dưới. Đây mình sẽ quay gần lại để các bạn dễ hình dung. Ở giữa là cái nụ. Bộ cổng này thì cái họa tiết hoa sen còn được kết hợp với cái biểu tượng của cờ Phật giáo thì bên mình cũng cho vào trong đây. Và bên phía cổng phụ thì mình không để những cái biểu tượng của cờ Phật giáo. Thứ nhất là nó nhỏ hơn để mình ưu tiên cho những cái họa tiết hoa sen. Cái thiết kế của hai cánh cổng phụ hai bên sẽ có nét tương đồng với cánh cổng chính, khi nhìn vào nó sẽ là rất là đồng bộ. Phía bên dưới huỳnh cũng được thiết kế tương tự là những cái hoa sen, nhưng nó có cái thiết kế là nhỏ hơn so với bộ chính. Trong cái phần mà thiết kế cổng nhôm đúc cho nhà chùa thì đó là một cái tương đối là khó. Phía bên trên thì bên mình có để cái hoa sen bên trên. Tại sao nói là khó? Tại vì là khi mà những cái cổng cho nhà chùa ấy thì phải thể hiện được cái ngôn ngữ trong Phật giáo thể hiện qua cánh cổng. Và đây là hai bên là được đắp phượng rất là đẹp. Hai bên cánh thì đều có, bên cánh bên kia cũng có một cái phù điêu đắp tương tự như bên này. Đây là mình sẽ di chuyển qua phía bên kia để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Đây, phía bên này thì là hay ra vào nên là có trang bị cái motor con rùa. Thì khi mà mình có thể điều khiển qua remote hoặc là qua cái điện thoại để mở cái cánh cổng này ra. Và đây, bên này thì cũng có trang trí cái con rồng đang phun lửa, và con rồng này cũng có cái màu đồng, nó tương đồng với cái màu đồng của cánh cổng. Nếu mà các bạn cần tư vấn thiết kế những cái mẫu cổng cho nhà chùa, nhà thờ thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số điện thoại là 0946 266 860 thì chúng tôi sẽ lên những cái thiết kế độc đáo cho quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn.